Ta suy luận, tự ta suy luận, đó là gì? Tà tư duy, suy nghĩ sai, suy nghĩ xấu, suy nghĩ bậy và gán cho người khác. Cái đó ta cũng chả nói ra, cười cười gặp nhau cũng cười vui vui, mà trong đầu toàn là nghĩ bậy không, toàn chê người này trách người kia không. Mấy cái đó cũng gọi là tà tư duy, suy luận sai để rồi chê người này trách người kia. Hoặc làm sao? Suy luận sai để rồi làm gì? Ngưỡng mộ một cái thằng ba trợn, cũng là tà tư duy. Ví dụ như thấy một cái tay đó, nó mặc đồ rách, nó ôm bát, nó đi lang thang. Ồ, đây là thánh nhân cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh, nó cũng tào lao ba trợn. Mà có biết có phải tay nó nói thiệt không? Hiểu không? Nó tu cái gì, nó nói gì, nó học bao nhiêu kinh điển, nhiếp tâm được chưa, nó biết cái giới luật là gì không, lời Phật dạy, nó học được bao nhiêu cái, nó sửa được cái gì rồi. Vì thế nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm, nó đi cái là ồ, đây là bậc thánh cuộc đời của tôi, nó cũng là ba trợn, nó cũng là tà tư duy. À, thích trong bài. Bây giờ ông là ông thầy chùa đúng không? Tôi là thầy thuốc. Đó, cũng một chữ thầy. Nhưng mà tôi lên án một cái người mà tu giả, ông là kẻ tu giả chứ không phải tu thật, không phải là bậc chân tu. Mấy mươi năm nay người ta đã u mê, và cái đối tượng để ông đánh thuốc mê, ông ru ngủ bằng những cái lời ma mị xàm xí của ông, đó là những người già, những chị em phụ nữ nhẹ dạ cả tin, những người mà tín ngưỡng đã trở nên cuồng tín và trở thành u mê, nên mới bị ông làm gì, lợi dụng cái lòng tin đó. Thật sự đứng ở trên góc độ mà phân tích cái video này của một người trí thức, tôi đại diện cho những mọi người trí thức cũng như những người dân để mà phản biện với ông về cái cách ăn nói gọi là ba trợn của ông mà ông đang chửi, ông đang xúc phạm thầy Thích Minh Tuệ, thì tôi đang phản biện với ông. Và ông hãy nhớ, ông chuyên môn nói về luật nhân quả đó, thì luật nhân quả nó là đây nè, ông gieo hạt nào thì gặt quả đó. Ông chửi thầy Thích Minh Tuệ thì ngày hôm nay tôi chửi vô mặt ông, vậy thôi. Tôi không muốn nói những lời này bởi vì trên cương vị của tôi là những người trí thức, tôi không muốn dùng những lời lẽ này với ông. Nhưng mà tôi phải nói lên để cho ông tỉnh ngộ ra. Ông đừng ông nghĩ là xưa giờ không ai dám nói ông. Ông là bậc vua, bậc chúa, bậc gọi là đứng trên đầu trên cổ người ta. Và những người trí thức còn lại họ dư biết cái mánh khóe của ông, nhưng mà họ không nói ra vì có thể không liên quan đến họ và họ cũng cảm thấy rằng không cần thiết. Nhưng đối với tôi luôn luôn nói lên lẽ phải, sự công bằng trong xã hội, dù đó là ai, ông nên nhớ đi. Bây giờ tôi phân tích cái video này cho ông coi nè. Nếu như tôi có thời gian thật nhiều, tôi sẽ cho ông ăn những cái trận đòn mà đây là những cái bài học đích đời, nhớ đời cho ông nhớ. Vì ông chừng tuổi này mà ông phải để những người khác dạy dỗ ông thì đây là những bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, bữa ăn chiều, tôi sẽ cho ông ăn những cái bữa ăn cao lương mỹ vị này nè, sỏi đá này nè, sạn đá này ha. Trong số những tụi ông khoác cáo cà sa lên á, toàn là nói những cái chuyện xàm xí, nhưng đã xuất hiện một viên ngọc giữa bao nhiêu cái đống sỏi đá, những cái viên sỏi, những cái đá cùi của ông, thì đó là thầy Minh Tuệ. Chính thầy Minh Tuệ xuất hiện đã làm cho tụi ông cảm thấy nhục và cảm thấy ganh tị, ganh ăn ghét ở. Trong khi thầy Minh Tuệ không đụng chạm gì đến ông, hàng triệu con tim, hàng triệu đôi mắt và hàng triệu cái lỗ tai đều nghe, đều nhìn thấy hết. Họ có tư duy để họ nhìn ra vấn đề, và cái tư duy đó là họ ái mộ thầy Minh Tuệ và họ căm ghét, căm phẫn tụi ông. Mà ông dám xúc phạm, ông nói trên cộng đồng là những người mà có tư duy là tà kiến, tà tư duy. Vậy ông là con người hay bất cứ ai là con người, kể cả trong đó có tôi, sinh ra có bộ não để không biết tư duy, suy nghĩ, suy luận hay sao? Mà bộ não của ông chắc là chỉ để làm cái gì? Suy nghĩ những chuyện đen tối, là kiếm chắc, là kinh doanh, là nói những chuyện sàm tăng, những chuyện ma mị, xàm xí. Mà ông cho rằng những người có bộ não, có cái sự suy nghĩ, tư duy là tà tư duy. Ông có chắc không? Những lời ông nói rất là tệ, và điều đó đã chứng minh ông là một người không có trình độ. Còn những cái gì mà ông phô trương lên đó toàn là cái giả dối hết và không có thật. Đã, ông nên nhớ đi, tư duy của một con người là vậy, và tư duy của tôi là đây nè. Nói nó thiệt ông, cái bộ não của ông nó bé như hạt tiêu, chưa được hạt nho nữa. Và nếu ông gặp tôi thì ông liệu cái thân ông đi, ngồi đó mà nói những chuyện xàm xí. Mấy mươi năm nay ông ma mị hết rồi, cỡ như tụi ông chỉ có quét ra ngoài quét lá đa lá đề thôi, chứ không có ngồi ở trên đó mà giảng, mà thuyết pháp. Những cái chức mà đại đức, những cái cương vị thượng tọa, thượng chắc ông chỉ là hạ chứ không phải thượng, hạ cấp chứ không phải là thượng tọa nữa. Và đại đức của tụi ông như đại đức này, đại đức kia, Thích Giác Lục rồi chẳng hạn ha, hay là Thích Nhuận Đức này ha, vân vân,
Thích Bửu Chánh ha. Là những cái đại đức gì? Đại là nhiều đúng không? Đại là to là lớn. Nhưng thật ra nếu mà dùng từ thất đức cũng không đúng nữa. Ông nghĩ nếu mà nói ông thất đức, ông nói ông đồng môn của ông thất đức, là nghĩ ông bảy cái đức độ đức hạnh không có đâu. Ông là vô đức, nếu như gọi dùng cái tên là vô, vô là không, vô đức, không có đức độ gì trên. Và cũng tiếc thay, đúng ra ông Phật phải họ phải ý là trong danh pháp là phải từ, tức là từ bỏ tất cả, buông bỏ là phải từ. Còn tụi ông mới là thích là đúng rồi đó, thích lung tung, thích đủ thứ, thích xe cổ. Nhưng mà ông Phật để cho tụi ông lợi dụng cái chữ thích đó để sinh ra những cái thích, thích trần gian quá. Đúng rồi, ông Phật phải là từ. Cái từ mới đúng, hạ từ mới đúng đó. Tụi ông không giác ngộ, tụi ông không nhận thức, tụi ông không ý thức, tụi ông không có trình độ. Tụi ông thật sự đúng nghĩa là của từ ba trợn. Ông kết tội người ta ba trợn thì hôm nay không riêng tôi, tất cả mọi người trên cộng đồng kết luận ông là thằng ba trợn. Vì chính đồng môn của ông mà ông gọi bằng thằng này thằng kia, cái bình bát, cái một cái áo rách. Vậy người ta thầy Minh Tuệ có cái áo rách đó, ok, người ta lượm từ những mảnh vải vứt đi. Nhưng mà tâm hồn của thầy Minh Tuệ không rách rưới, không dơ bẩn như ông. Còn trên mình ông cái bộ áo cà sa đó, ông phải bóng bẩy đó. Nhưng mà cái tâm hồn ông là tâm hồn rách rưới, không thể nào bá lại được nữa. Một mảnh vải của thầy Minh Tuệ người ta thầy lượm ở ngoài, cái chỗ vứt đi người ta còn bá lại được. Nhưng tâm hồn của ông là cái giải rách đến mức mà không thể nào mà lấy kim không mà bá lại được nữa rồi. Đó là tâm hồn ông. Cái nồi cơm điện thầy ăn cũng là cái chuyện hết sức bình thường. Đó chẳng qua là cái dụng cụ để mà đựng những cái vật thức ăn, những cái vật phẩm. Nhưng ông cũng đánh giá, ông cũng cho rằng như vậy. Ông hạ thấp uy tín, hạ thấp danh dự, xúc phạm nhân phẩm của một con người, chứ chưa cần nói đến là một người đi tu chính trực và là đồng môn của ông. Vậy tư cách của ông không có. Còn cái chén ông ăn có thể giác vàng, cái tô ông ăn có thể giác vàng, cái bình bát ông cầm có thể giác vàng. Nhưng con người của ông không phải là vàng, không phải là ngọc như thầy Minh Tuệ, mà con người của ông là cái thứ là cỏ dại, là cái thứ dơ bẩn, là cái thứ bùng sình, đúng chưa? Tôi phải dùng những cái từ ngữ đó với ông, mặc dù trong lòng tôi, bản thân tôi, cương vị tôi không có muốn nói những từ này. Nhưng không nói thì tụi ông ăn quen, lên mặt dạy đời người khác, ba trợn như người khác, những bác sĩ khác không nói. Nhưng tôi là bác sĩ, tôi này tôi sẽ nói ông, tôi sẽ cho ông thống đòn nha. Anh tôi rất là nóng, tôi cầu mong sao tôi đừng có gặp ông ở ngoài, ở ngoài đời đó nha. Và tôi cũng tha thiết những Phật tử tỉnh ngộ ra, sáng ra, khi ông bà anh chị em mình có gọi là đức tin đến với Phật, thì ông bà chị em chỉ cần thắp một cái nhang rồi ông bà chị em đi về, không ngồi đó nghe những cái thằng sàn tăng nhảm nhí giảng, và không nên cúng dường nữa, vì ông bà chị em đang tiếp tay cho những cái thằng lười biếng biến nhát lao động trong xã hội mà dựa vào người khác mà để trục lợi, để vơ vét và đưa đến nền văn hóa gọi là không ra gì, một cái đạo đức suy đồi. Đó là những cái thằng như thế này đây. Tôi nói là thích Nhật Từ, thích Bửu Chánh, thích Trân Quang, thích Giác Lục, thích Minh Duy, vân vân. Không, tôi đã từng làm rất nhiều video và người ta ái mộ thầy Minh Tuệ là cái chuyện lẽ đương nhiên. Người ta có bộ óc, người ta có con mắt, người ta có trí khôn, người ta nhìn ông không cần phải lên án. Ông đè người ta xuống để ông nâng ông lên, ai mà nâng mình lên thì người đó sẽ bị hạ xuống. Ông phải nhớ câu đó rồi, ai mà hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên. Ông biết cái câu đó ở của người, của đấng nào nói chưa ha. Như vậy thì tụi ông thì phải nói là tôi không còn dùng cái từ gì khác hơn dành cho tụi ông là những cái thằng kẻ sàm tăng, những kẻ mà ma mị, những kẻ mà đội lốt tôn giáo Phật giáo. Tôi sẽ ra những cái bài thơ chửi thẳng vô mặt tụi ông. Tụi ông xét đi, có ông nào trong số tụi ông mà có thể khả năng nói chuyện đàng hoàng cũng nói chuyện với tôi được không? Hay là cặp chớn thì tôi chửi luôn. Tụi ông có ra hồn gì không? Kể cả Thích Bửu Chánh sáng tác vài câu thơ, thơ công cốc, thơ tầm bậy. Ông hãy đọc, và đệ tử của ông, những cái gọi là số đích mà thiên thần Angela gì đó hãy đưa những video này, và những cái gọi là đệ tử mà u mê mà hù với những cái chuyện tội lỗi xấu xa này nên tỉnh ngộ ra dần đi và những cái bài thơ tôi làm sẽ lấy động lòng người, sẽ được chuyển tải đến thầy Minh Tuệ. Dù tôi là một người ở đạo khác, tôn giáo khác, nhưng tôi ái mộ chứ không còn ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ là cái chuyện mà đối với người ta ngưỡng mộ những cái thằng số kích vớ vẩn mà làm không có đạo đức, những thằng mà vừa rồi mà bị báo chí phanh phui đó. Còn tôi là tôi ái mộ, ái là yêu tôi ái mộ thầy Minh Tuệ vì đạo đức, vì nhân cách sống, vì những gì thầy đã và đang làm. Còn những kẻ sàm tăng của ông, tôi thật sự khinh bỉ. Ông hãy nhớ những kẻ sàm tăng như ông nhớ kỹ nha. Thích Minh, thích Trung Quang.